Hôm nay là ngày 18 tới tháng 2 năm 2019, vào lúc 10 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Và TV256 xin mến chào quý bà con, cô bác, quý anh chị em thân thương. Cá nhân TV256 đó, hồi nào tới giờ đó không có tin vào những cái chuyện mà sấm ký đâu. Và TV biết nhiều người cũng không có tin vào cái chuyện mà sấm ký. Thì cách đây 2 năm á, thì TV kể lại cái câu chuyện là khi mà TV256 đó vào cái trang nhà của anh Ba Sàm. Thì TV đọc được cái bài viết của bài viết của cụ Nguyễn Khắc Mai và thêm một bài viết nào nữa. Thì khi mà TV đọc được hai cái câu sấm mà gọi là cụ Nguyễn Khắc Mai cho là đã là của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thì cụ Nguyễn Khắc Mai trong bài viết đó, cụ có kể lại cái câu chuyện là một cái dịp nào đó đó vô tình thôi thì cụ Mai đó đi ngang qua cái tỉnh Hải Dương. Hải Dương mà ở cái làng hay là cái thành phố Hải Đông gì đó. Cái đó TV không rõ mấy. Thành phố Hải Đông chắc là làng hay là thị xã Hải Đông đó. Thì trong cái thị xã đó thì có cái đền của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thì cụ Nguyễn Khắc Mai đi ngang qua đó. Thì khi mà qua đó rồi ghé một cái quán trà để mà uống trà đàm đạo với một số bạn bè gì đó. Thì những người dân mà địa phương đó, những người dân địa phương mới là cho cũng nghe cái câu sấm. Câu sấm là có cái chỉ có hai câu thôi: Bỉnh chúc vô minh quan tự diệt, trọng ngân bạc phúc sản tất vong. Thì nói cho ngay, trong cái câu sấm này thì nó có bốn cái chữ mà mình thấy nó rất là quan trọng, là trong đó tại sao lại có cái chữ mà quan. Quan nó là trùng hợp với người làm chủ tịch nước là Trần Đại Quang. Rồi trọng là một cái người gọi là tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi ngân lại là chủ tịch Quốc hội. Và phúc nó lại là thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và người ta đó coi đó là bốn người này, bốn cái tên người này đó là đang gọi là cầm quyền, gọi là tứ trụ đó, tứ trụ của nhà sản đó, của cộng sản. Thì TV256 thì vô tình thì đọc hai cái bài viết đó, thì mình thấy mình đọc thì mình thấy có tên của tứ trụ triều đình một trong một cái câu sấm. Thì mình chỉ là nghĩ rằng cái này là cái sự mà người ta có thể là đặt ra để mà vui chơi thôi. Thì ra mình nghĩ rằng nó chưa chắc đó là câu sấm của cụ Trạng Trình. Mình nghĩ là như thế. Và theo cái thời gian thì nó cứ đi qua. Thì trên 2 năm sau thôi. Trên 2 năm sau, vào ngày 21 tây tháng 9 năm 2018 thì xảy ra cái chết của ông Trần Đại Quang, chủ tịch Trần Đại Quang. Thì lúc lúc đó đó TV256 mới giật mình. Mới sực nhớ lại hai cái câu sấm này. Và TV256 liền vào cái trang trang Ba Sàm, anh Ba Sàm đó, để đọc lại tất cả những gì mà mình đã đọc trước kia.
thì mình thấy rất là hay. Tại sao lại nó ứng nghiệm một cái cách kỳ lạ như vậy? Một cách rất là kỳ lạ. Và nói thật, mình không tin là không được. Mà nó đã xảy ra. Tại vì hai cái bài viết đó vào năm 2016 mà bây giờ nó xảy ra, nó ứng nghiệm cái ông Trần Đại Quang bị chết. Thành ra đó, mời quý anh chị em theo dõi là ai là người sẽ kế tiếp theo, người kế tiếp sẽ đi theo Trần Đại Quang đây. Quý anh chị nghĩ dùm cho TV256 nha. Quý anh chị có thể bình luận hai cái câu sấm này. Mỗi người có nói về sấm truyền thì mỗi người có một lý lẽ mà. Thành ra cũng không có ai giống ai được. Thì đâu, quý anh chị em biết là bỉnh chúc là giống như là đốt đuốc á. Đốt đuốc mà vô minh mà là không có ánh sáng. Quang tự diệt và tự chết đi. Còn Trọng Ngân đó. Trọng Ngân, ngân có thể là tiền bạc. Nhưng mà bạc phúc, bạc phúc là không có, không có được tốt đẹp, không có được hạnh phúc. Thì sản tất vong. Cái sản đây thì TV nghĩ rằng là chủ nghĩa cộng sản chắc chắn là sẽ bị tiêu diệt thôi. Thành ra quý anh chị em nên nhớ rằng chỉ còn có 9 ngày nữa thôi. 9 ngày nữa là tới hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Hàn. Nói thiệt TV không thích gọi là Mỹ với Bắc Triều Tiên đâu. Cái người cộng sản họ hay có cái vụ mà giống ma đầu giáo chủ đó. Họ đẻ ra những cái chữ gọi là nó kỳ lạ đó. Người ta thì cứ nói là Nam Hàn, Bắc Hàn đi. Một bên là cùng một dân tộc mà. Thì bên Nam, bên Bắc. Bắc mình nói là Nam Việt, Bắc Việt, Việt Nam mình cũng vậy. Chứ ai mà tự nhiên người ở trên thì kêu là Bắc Triều Tiên, còn ở dưới thì Hàn Quốc. Trong khi họ là người Hàn hết. Thì người Hàn thì cứ đặt là Nam Hàn, Bắc Hàn. Nên đã sẽ đẻ ra vụ Bắc Triều Tiên. Thì đại khái TV nói Bắc Hàn chắc là quý anh chị em cũng hiểu nha. Tại vì nó nói lên cái điều mà Bắc Hàn quá nghèo khổ luôn so sánh với Nam Hàn. Thì người ta biết rằng là tại sao Bắc Hàn nghèo như vậy. Tại vì nó đi theo cái chủ nghĩa cộng sản chứ không có cái gì hết á. Mà mấy ông Việt Cộng thì mấy cái Việt Cộng thì cứ nghĩ rằng là nếu mà mình để cái chữ mà Bắc Hàn á thì là người dân sẽ biết ngay là cái chủ nghĩa cộng sản nó đã làm hại cái nửa nước Bắc Hàn, nửa nước Hàn Quốc đó. Nửa nước đó. Thành ra nó là thủ phạm làm cho cái quốc gia mà Bắc Hàn bị nghèo đói. Nó cùng dân tộc tính thì nó cũng phải khá bằng với nhau chứ. Đâu có một nước mà tới ba mươi mấy ngàn gọi là GDP đầu người đó, là lợi tức mỗi người dân đó là ba mươi mấy ngàn đô la. Còn cái lợi tức của người dân Bắc Hàn đó thì thế giới cũng không biết. Là biết là đã nghèo đói rồi, thường hay nhận những cái trợ giúp về lương thực, thực phẩm. Thì hôm nay á, thì TV viết một cái bài để đại khái là cái chế độ cộng sản sắp sửa nó sụp đổ á. Thì theo TV, cá nhân TV 256 thì có thể là tiên đoán như vậy. Đó là chỉ là tiên đoán thôi, dựa theo cái hai cái câu sấm của cụ Trạng Trình. Thế thôi.
Thành ra mong quý anh chị em phải nghe đến phút chót nha. TV rất mong. Đây. 9 ngày nữa là đến cái ngày mà hội nghị thượng đỉnh, thì ngày 27 và 28 á, tháng 2 2019 thì Tổng thống Trump sẽ đến Việt Nam, đến ở Hà Nội nha. Thì TV nghĩ nó là một cái biến cố rất là quan trọng, mà có vài ngàn nha, vài ngàn ký giả sẽ đến Hà Nội để mà tường thuật về cái hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong Un ha. Thì quý anh chị em thì ráng theo dõi ha. Thì và nhiều người đã lên tiếng rằng đó là một cái cơ hội, một cái cơ hội của Việt Nam ta thoát trung, rất là quan trọng quý anh chị em. Thì vì cũng là vì cái lý do mà TV phải muốn trình bày cái clip này. TV thấy cái tầm ảnh hưởng, cái sự quan trọng của nó. Và ở đây thì nó có rất là nhiều bức ảnh. Những cái bức ảnh thì TV không có sự sắp xếp đó. Thành ra đến cái bức ảnh nào thì tự nhiên là TV256 nghĩ rằng mình có thể bình luận luôn cái bức ảnh đó. Thì quý anh chị em nó không có theo thứ tự, thành ra mong quý anh chị em thông cảm giùm nha. Nhưng mà phải nhớ vào cái phút chót á, thì TV sẽ đọc cái bài viết TV nghĩ rằng cũng rất là đặc biệt. Mong quý anh chị em đón nghe nha. Bây giờ cho TV cho lật sang một cái bức hình khác ha. Đây. Đó, bức hình chắc có lẽ quý vị cũng biết TV muốn nói cái gì. Thấy không? Cái lá cờ đỏ sao vàng. Thấy không? Cái lá cờ đỏ sao vàng. Đây là một cái lá cờ sự thật của tỉnh Phúc Kiến. Nó có từ năm 1933. Thì mình không biết gì lý do gì, và đến giờ này đó chưa có người gọi là được công bố là người đã vẽ ra cái lá cờ này. Chưa có một người nào. Đúng không? Nguyễn Hữu Tiến không có phải là vẽ ra đâu, thưa quý anh chị em. Rồi Lê Quang Sô cũng không phải là người vẽ ra. Chỉ có Hồ Chí Minh thôi. Và TV tin tưởng rằng Hồ Chí Minh là cái người mà lấy cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến làm cái lá cờ nước. Chứ sự thật Hồ Chí Minh chẳng phải vẽ ra. Hồ Chí Minh được Mao Trạch Đông rồi thì chỉ thị phải dùng cái lá cờ tỉnh Phúc Kiến này để làm cờ nước. Đơn giản thế thôi. Tại Hồ Chí Minh là một tên gián điệp của giặc Tàu, mà qua một cái video clip TV đã trình bày cho quý anh chị em, và đã có nhiều người rất thích nghe cái clip đấy. Thì chúng ta thấy đó, nó rất rõ thôi, một tên giặc Tàu đó mà mang cái lá cờ của một cái tỉnh Phúc Kiến của giặc Tàu, thì chúng ta hiểu rằng là nếu mà chúng ta đó, những người Việt Nam mà tôn thờ cái lá cờ này, thì chúng ta mang cái tội phản quốc đó. Mình không thể nào thờ cái lá cờ của giặc Tàu được. Cái lá cờ ngôi sao vàng mập, nhưng mà sau này đó chắc là có người đã lên tiếng
thì Hồ Chí Minh mới sửa lại thành cái ngôi sao mà năm cái cánh đều là thẳng hết, thành một cái ngôi sao ốm. Vào năm 1955 là Hồ Chí Minh đã sửa sửa lại thành chính thức là một cái ngôi sao ốm. Thì chúng ta những cái điều này đó, TV muốn nhắc nhở đến tất cả những giới trẻ Việt Nam, quý anh chị em, quý em đó phải suy nghĩ. Nếu mà quý em vẫn còn tiếp tục dùng cái lá cờ này, quý chị em, anh quý quý em đã mang cái tội phản quốc, mà chỉ là vô tình thôi, nhưng mà đã bị. Nhưng mà NTV256 thông cảm được, tại vì các em bị nhồi sọ quá lâu, phải chào cái lá cờ này quá lâu, và cứ nghĩ rằng đây là một cái lá cờ của Tổ quốc. Thành ra các anh nghĩ là các em nghĩ là các em có cái danh dự khi mà thắng được một cái trận bóng đá nào đó, các em xuống đường gọi là đi bão. Thì vì thấy đây là cái điều rất là nhục nhã, và các em phải nên suy nghĩ lại. TV256 nói bằng cả một tấm lòng, không có lừa gạt các em đâu, đây là sự thật. Rồi TV xin qua một cái tấm hình thứ hai nha quý anh chị em. Đây là cái hình của người Tàu nè, trong cái bộ phim mà TV đã nói rồi đó, là Trường Chinh đó. Trường Chinh hai mươi mấy tập đó, do đạo diễn Đường Quốc Cường đóng đó, thủ vai Mao Trạch Đông đó, tài tử Đường Quốc Cường. Đạo diễn Viên Thao thì phải. Rồi bây giờ TV cho quý anh chị em coi cái tấm hình thứ hai. Đó, đây cũng là một cái triệu chứng. Đây cũng là một cái điềm. Một cái điềm nhìn thấy cái tên nước mà người Cộng sản đã áp đặt vô đầu vô cổ của người dân Việt Nam. Chứ đất nước ta chưa bao giờ có cái vấn đề mà trưng cầu dân ý, đúng không? Cái chuyện này là cái chuyện đổi tên nước là một cái chuyện rất là quan trọng, phải có sự hưởng ứng của toàn dân. Phải, tại sao nó rất là dễ dàng để mà trưng cầu dân ý, mà tại sao chưa bao giờ cái chế độ cộng sản có cái sự trưng cầu dân ý để xem có người dân muốn lựa chọn cái tên nước nào? Cá nhân TV256 thì rất là thích thích cái sự đơn giản, chả cần phải theo một cái chế độ nào, chả cần phải có chế độ là cộng hòa hay cộng sản hoặc là chủ nghĩa xã hội gì, tên nước là Việt Nam là đủ rồi, nghe không? Ít ra nó cũng có cái chiều dài lịch sử mà người Việt Nam người ta thường thường nói đến. Cái tên nước Việt Nam là có cái từ thời cũng thời Gia Long, thì chắc là 1802 thì nó cũng được trên 200 năm, thấy không? Có cái chiều dài lịch sử rồi thì mình nên đặt tên là Việt Nam, tên nước Việt Nam là đủ rồi, không cần phải đặt theo cái thể chế nào hết. Cái thể chế thì nó có thể thay đổi được, quý anh chị em thấy không? Cái thể chế thì mai mốt là cộng hòa, rồi mai mốt là cộng sản, rồi mai mốt là dân chủ. Cái thể chế nó cứ thay đổi hoài thôi, rồi chẳng lẽ cái tên nước rồi cứ thay đổi theo? Không được. Tên nước đối với cá nhân TV256 và TV nghĩ nhiều người cũng mong đợi điều đó, là tên nước Việt Nam là đủ, đúng không? Tên nước chúng ta không thể thay đổi được. Cứ mỗi lần mà thể chế mà thay đổi là cứ thay đổi tên nước là không được. Tên nước là phải trường tồn. Đó. Và đây là cái hình ảnh báo hiệu cho cái sự sụp đổ của chế độ cộng sản. Đó.
Nó làm cái gì á nó cũng đổ vỡ hết á. Người cộng sản chỉ biết phá hoại thôi, chứ người cộng sản không có biết xây dựng. Sự thật là như thế. Phá hoại toàn bộ cái đất nước này, bán con dân ra khắp ngoại 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 quốc. Và TV cũng không muốn nhắc lời nữa. Nó quá nhiều cái tội ác đối với cái dân tộc Việt Nam rồi. Thành ra nó cũng sẽ đến ngày mà nó sụp đổ theo cái ý nghĩa của câu sấm của cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Và hôm nay TV256 tin tưởng vào cái câu sấm đó, thành ra mới viết ra cái bài viết mà rất là đặc biệt phía sau, mà quý anh chị em sẽ ráng nghe ha, sẽ ráng lắng nghe nha. Bây giờ TV tiếp theo một cái tấm hình khác. Có thể nó vài chục tấm hình lận, TV không nhớ, mà TV bỏ bao nhiêu. Nó rất là nhiều hình, rất là nhiều hình đặc biệt nha. Đó, chúng ta thấy đó, những học sinh, những em bé, những một cô giáo đó cũng phải đi trong một cái bao ni lông như thế này để đi qua một con sông, mà để một người biết lội đó, họ nắm cái bao ni lông và thở trong cái bao ni lông để mà đi qua một con sông rất là rộng, chứ không phải là chật. Tôi thấy cái kinh hoàng quá, cái hình ảnh này nó làm kinh hoàng. Thầy và cô học sinh phải qua sông bằng túi ni lông, các ông có cảm thấy xấu khổ không? Mà đi nhẫn tâm xây tượng đài nghìn tỷ. Họ có thể họ, những người cộng sản họ ác độc như thế, họ để người dân sống như vậy. Và họ sẵn sàng, họ xây dựng những cái tượng đài nghìn tỷ để nhằm cái mục đích là tuyên truyền dối gạt người dân. Nó đau thương cho cái dân tộc Việt Nam. Họ bỏ ra, người cộng sản họ bỏ ra biết bao nhiêu tiền bạc để mà họ xây những cái tượng đài như thế này. Trong đó có tượng đài Hồ Chí Minh, tượng đài Lenin, tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nó đặt cái tên như vậy, bà mẹ Việt Nam anh hùng, còn mấy bà mẹ kia thì cũng không có anh hùng. Chúng ta thấy rất là đau thương nha. Tiền bạc họ có thể họ làm ra biết bao nhiêu biểu ngữ, hàng triệu biểu ngữ từ Nam xuống Bắc, kinh hoàng. Trong khi TV256 ở đây, ở sống ở bên Mỹ, chưa từng thấy ở Mỹ nào có một cái biểu ngữ nào mà ca tụng chính phủ Mỹ, chưa bao giờ thấy. Nó chỉ có Mỹ, nó chỉ có những cái cơ sở nó bỏ tiền ra, nó mua quảng cáo, rồi nó dựng nên những cái tấm ảnh bích chương như thế. Chứ ngoài ra nó không có tuyên truyền đâu. Nó không có cái kiểu mà biểu ngữ gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm đâu. Không có, nó không có. Rồi nó có những biểu ngữ là yêu nước, là yêu xã hội chủ nghĩa đâu. Tất cả những điều đó dưới con mắt của TV256 nó trở thành lố bịch, nó trở thành phản quốc. Những người đã đưa ra những cái biểu ngữ như thế này thì đây là tội ác. Nó nằm ở trong ban tuyên giáo đó. Ban tuyên giáo là ban gọi là nói láo, nhồi sọ người dân. Những người mà trong ban tuyên giáo là những kẻ tội ác đối với dân tộc Việt Nam, mà tội ác rất là lớn. Nó chẳng những là nó biểu ngữ tượng đài, rồi nó còn có cả loa phường nữa, rồi nó còn cả 900 gọi là cơ sở truyền thông để mà đầu độc người dân. Chưa có một tờ báo tư nhân nào ở Việt Nam. Quý anh chị em phải nhớ điều đó. Đúng không? Chỉ thị 37 của Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn hiệu lực mà.
Chưa có một tờ báo tư nhân nào ở Việt Nam ấy. Thử hỏi các anh chị em đang bị nhồi sọ mà không biết đấy, hiểu không? Mình phải đọc nhiều báo, mà báo nước ngoài á, hoặc là mình vô trong internet, mình chơi Facebook hoặc YouTube đó, nhưng mình mới nghe được những cái sự thật. Chứ mình mà để cái đầu óc mình nữa chỉ có đọc những cái điều mà một chiều, xem tivi rồi đọc báo trong nước, đó là hỏng. Quý anh chị em đang bị cái nhà nước nhồi sọ để trở thành những cái người máy robot, người máy robot để mà phục vụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là phục vụ cho Tổ quốc nha. TV xin gửi cho mấy em như vậy. Mới cái cuốn Vỡ Lòng thôi là mấy em đã đọc được cái câu thơ rồi là tự nhiên cái câu thơ đó TV hay quên hoài à, lạ lùng lắm. Tháp 10 gì đó, tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Cáo Hồ đó. Mới cái cuốn Vỡ Lòng mở ngay cái trang đầu là nó đã nhồi sọ các em như thế rồi. Nó bắt buộc các em phải phải kính trọng một cái tên giặc tàu, đó là phản quốc chứ. Và nó xem nó không, thành ra nó đâu có muốn, nó muốn còn bỏ luôn cả cái môn dạy lịch sử nữa mà. Quý anh chị em thấy nó kinh hoàng như vậy đối với dân tộc Việt Nam. Cái lịch sử mà chống giặc tàu ngàn năm đó, anh hùng của dân tộc Việt Nam, nó muốn bỏ. Nhắc lại thấy đau thương, đau thương cho dân tộc Việt Nam mà không nhắc không được. Các em không biết. Rồi TV 26 cho qua một hình ảnh khác nha. Thấy không? Tất cả những hình ảnh này nó mang đau thương cho đến dân tộc Việt Nam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 người. 11 em học sinh băng qua sông để mà đi học. Nó đau thương cho dân tộc Việt Nam không? Thưa quý anh chị em, tại sao lại xây tượng đài hàng ngàn tỷ, 1.400 tỷ đồng này, nó xây được biết bao nhiêu cái cầu cho các em đi qua sông, mà tại sao không làm? 1.400 tỷ, 770 triệu đô la đâu phải là chuyện nhỏ đâu. Mà thời điểm lúc đó là 50.000 đồng một tỷ đó, 1 tỷ là 50.000 đô la đó. Mà biết bao nhiêu tỉnh thành có hàng trăm tượng đài nữa để mà tuyên truyền với người dân. Đây có phải là tội ác không? Đây có phải là tội phản quốc không? Cái đây là phản quốc rất là rõ ràng. Khi mình không có lo cho dân mình mà mình chỉ lo tuyên truyền đầu độc người dân để mà xây những cái tượng Lenin rồi tượng Hồ Chí Minh, ha, cái đó là cũng là mang cái hành động phản quốc đó, thưa quý anh chị em. Rồi TV cho quý anh chị em xem một hình ảnh khác nha. Xin lỗi quý anh chị em, TV rất là yếu nha, chứ không không có đủ mà sức khỏe để mà nói chuyện nhiều đâu. Thành ra mới nói là đã bị khang cổ rồi. TV xin lỗi, xin uống một miếng nước.
Xuân Phúc đó cũng nói láo khi ghe thuyền của Việt Nam bị giặc tàu đâm chìm mà vẫn cho rằng bị tàu lạ đâm chìm. Quý anh chị em phải nói như thế nào đây? Nó đâu phải là chỉ là một chiếc tàu đâu, nó là cả ngàn chiếc tàu rồi. Và cả có thể là không biết bao nhiêu sinh mạng của người dân đã bị giết trên biển Đông rồi. Bao nhiêu sinh mạng của người ngư dân Việt Nam đó, những người đi đánh cá đó, đã bị giết ở trên biển Đông rồi. Nó tan thương cho cái dân tộc này. Hàng trăm hàng ngàn chiếc tàu đã bị đụng rồi, và nó kéo dài suốt mấy chục năm. Nó kéo dài từ năm 2005 đó, là đã có 9 người đã bị bắn, bị giết. Và cái con số đó là đầu tiên mà TV nhớ đến, 2005. Nó có một con tàu của Việt Nam bị Trung Cộng bắn, đếm ra là trên 400 lỗ đạn. Một con tàu mà nó bắn 400 lỗ đạn, nó truy cùng, gọi là nó sát tận cái người Việt của mình. Nó làm cho người Việt mình phải sợ, không còn đánh cá được nữa. Phải bỏ biển mà đi đánh cá ở bên Mã Lai, ở bên Indonesia, ở bên Thái Lan để mà bị bắt, bị bỏ tù vài năm. Đó, vừa rồi đó, TV nhắc nhở cho quý anh chị em đó. Có 55 người ở bên Indonesia mà họ cần vé máy bay để những ngư dân mà thanh niên không ạ? Họ cần vé máy bay để giờ họ trở về thăm quê hương của họ. Mà nói thật, họ kêu cứu. Mà TV 256 thấy nhà nước vẫn là làm thinh thôi. Họ đem con bỏ chợ thôi. Nhớ không? Họ toàn là có thái độ mà phản quốc. Tất cả những gì tôi thấy là nó nằm ở trong hai cái chữ phản quốc thôi. Chứ con người Việt Nam mà thương yêu Việt Nam á, thì mình phải lo cho cái người dân Việt Nam chứ. Đâu có cách nào mà mình từ chối được cái sự giúp đỡ đó. Nếu mà nhà nước mình không có tiền thì nhà nước vẫn có cơ hội để mà vận động quần chúng để mà gom tiền để mua vé máy bay cho những người Việt Nam đó về định cư, về trở lại với vợ con của người ta. Không có một quốc gia nào mà kinh hoàng như vậy. Quý anh chị em vừa thấy đó, cái ông mà nói là gọi là người Việt mà ở bên Canada đó mà bị chặt cái bị tạt axit rồi bị chặt cái chân luôn á. Mà Canada nó vẫn gọi là đem máy bay đến để mà nó rước về nước Canada. Người ta phải biết lo cho cái dân của người ta chứ. Chứ đâu phải vì cộng là con dân của mình là cái mình bỏ. Sợ tốn tiền hay sao? Sợ cái gì? Hay là phản bội tổ quốc là đúng à? Chứ không có cách gì, không có cách gì mà tránh được. Các anh mà không lo cho người dân như vậy là các anh đang phản bội với dân tộc rồi, phản bội với người dân Việt Nam rồi. Mà các anh không có thương người dân Việt Nam. Một khi các anh không thương người dân Việt Nam là các anh là ai đó? Các anh phản quốc thì đúng là. Nhìn cái hình ảnh quá đau thương cho cái dân tộc Việt Nam. Mà không phải chỉ có một hình ảnh này.
cả trăm cả ngàn hình ảnh TV đã thấy rồi, nó còn có tất cả những cái clip mà để giặt giặt tàu, nó đụng những cái tàu đánh cá Việt Nam của mình, nó rượt, nó đuổi, rồi nó xịt nước, rồi nó làm đủ thứ trò trống, rồi nó cướp ngư cụ, rồi nó bắt về ở trên bên Trung Quốc ấy. Nó bắt về rồi nó đòi tiền chuộc. Các anh chị em làm có phản ứng gì? Nhà nước Cộng hòa xã hội đã phản ứng cái gì? Đó là hành động phản quốc. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải vạch ra cái tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam là cái đảng phản quốc. Phản quốc nó không lo cho cái dân tộc Việt Nam, nó không lo cho bờ biển Việt Nam, nó không lo. Tại sao Philippines nó dám kiện gọi là Trung Quốc về cái đảo của nó? Còn mình có Trường Sa mà mình không dám nói một tiếng nào hết. Mình có Hoàng Sa đang bị chiếm bởi Trung Cộng, bị chiếm bởi giặc tàu, mà Đảng Cộng sản nó làm thinh nè, nó cầm quyền mà nó làm thinh nè, Nguyễn Phú Trọng nó vẫn làm thinh nè, nó không dám thưa trước Liên Hiệp Quốc, thưa tòa án quốc tế, giống như bên Philippines. Thì quý anh chị em biết là những người cộng sản đang hành động những cái điều mà phản quốc đó. Đảng Cộng sản đang phản quốc và những người cầm quyền của Đảng Cộng sản đang phản quốc. Nguyễn Phú Trọng đang phản quốc, Nguyễn Xuân Phúc đang phản quốc và Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đang có hành vi phản quốc. Tất cả tứ trụ đó là phản quốc đó. Và ai là người sẽ đi theo Trần Đại Quang đây, thưa quý anh chị em? Ráng nha, quý anh chị em ráng bình luận cái câu mà bỉnh trúc vô minh quan tự diệt nha. Trọng ngân bạc phúc, đảng sản tất vong. Đó, quý anh chị em ráng cái bình luận để tìm xem ai là người kế tiếp sẽ đi theo ông Trần Đại Quang. Thì TV thấy á, theo cái cách nhìn của TV á, thì cái câu 2 đó của Trạng Trình đó, cái câu 2 đó là nó làm cái vế thứ hai rồi. Cái vế thứ hai rồi á, mà khi mà mình thấy được sản tất vong á, thì trước đó thì mình phải biết là ba cái nhân vật này nó sẽ đi cùng một lượt hết. Tại vì nó nằm ở câu 2. Ba nhân vật này nó nằm hoàn toàn ở câu 2. Thì ba nhân vật này cá nhân TV nghĩ thôi, còn quý anh chị em có thể đoán là ba nhân vật này nó cũng đi cùng một lượt gần nhau ấy. Là khi mà Nguyễn Phú Trọng đó nó đi theo Trần Đại Quang rồi thì ba hai cái người này đi theo sau luôn. Phúc cũng ra đi và Ngân cũng sẽ ra đi, đi theo Trần Đại Quang. Tại vì cái sự phẫn nộ của người dân đến tột đỉnh rồi. Sự phẫn nộ đã đến tột đỉnh rồi. Họ đã bị đánh đập trong tù, họ bị giết trong tù vì những cái tấm lòng yêu nước của họ. Thì người dân quá phẫn nộ rồi. Rồi, TV xin 256 xin mở ra một cái bức hình khác nữa. Đây. 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ghê không? Đây cũng là bằng chứng phản quốc. Quý anh chị em thấy những người lính này là những người lính Trung Quốc của Sinh Hưa Đát Nét này. Những người lính này là những người lính Trung Quốc,
nhưng mà nó bản đồ cũng giống giống Việt Nam á, thành ra Việt Nam mà lấy cái hình ảnh của người ta, hiểu không, bỏ vô, tại vì anh em một nhà mà, coi như là mình mất nước hoàn toàn rồi đó, mình đã mất nước vào tay giặc Tàu rồi, mà cái chuyện này nó đã từ lâu rồi chứ không phải mới đây. Nó cái này nó từ năm mấy nè, TV đọc không rõ nha. Ở đây không biết thành lập quân đội, cái hình này thì có rất là lâu rồi, nó cũng 5 6 7 năm rồi đó chứ không phải là mới đây đâu. Mà nó mang cái ngày mà thành lập quân đội nhân dân, mà nó lấy cái hình người lính của Tàu, nó ghép vô, nó không có chụp những người lính Việt Nam được nữa, coi đó nó có phải là nó phản quốc hay không. Tất cả những gì mà TV chứng minh ở bên đây là TV thấy cái sự phản quốc nó hiện nó rõ rệt như vậy, mà tại sao các em lại không thấy? Tại sao các em không thấy những cái hành động phản quốc như thế này? Các em bị đầu độc lâu năm quá rồi, thành ra không phân biệt được cái đúng cái sai, cái phản quốc cái yêu nước. Trong khi những người yêu nước đó như chị Trần Thị Nga, rồi chứ chị Nguyễn Ngọc Thương Như Quỳnh, những người yêu nước mà các em không biết. Chỉ có những người phản quốc đó nó mới bắt những người yêu nước bỏ trong tù thôi. Đơn giản như vậy thôi. Rồi, TV cho quý anh chị em nghe. Mà TV tức lắm. Nó tức tức, nó ẩm ức ở trong lòng. Tại vì tại sao mình phải phải bận một cái bộ đồ mà giống y chang như vậy, cũng màu mè như vậy, hai bên Việt Nam và Trung Quốc bắt tay nhau, hai người lính bắt tay nhau trong cái cuộc những cuộc đàm phán gì đó, hai cái bộ đồ không ai nhận ai được là ai hết. Tại sao làm những cái trò mà lưu manh mà lố bịch như vậy? Nội cái bộ quần áo mà cũng giống giống như, cũng là phản quốc đấy. Tất cả đều là phản quốc đấy mà quý anh chị em không nhìn thấy. Thì hôm nay đó, quý anh chị em phải nhìn rõ. Ở đây nó có mấy chục tấm ảnh mà TV sẽ trình bày hết cho các anh chị em. Thành ra TV 256 hy vọng rằng là nó sẽ dưới 2 tiếng đồng hồ. Đây, bác là quân đó, Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh tiếng Tàu còn viết nó đăng trên báo Tàu nữa. Chinese People's Liberation Army, thấy không? Quân đội giải phóng quân đó, giải phóng quân của Tàu đó, giải phóng quân đó, Hồ Chí Minh đó. Mang cái lon là Major là thiếu tá Hồ Chí Minh. Họ là nó là một cái tên lính lính Tàu, đâu có gì phải khó hiểu đâu quý anh chị em. Ngay cái huy hiệu nè, cái huy hiệu có cái chữ Tàu ở dưới nè, thấy không? Cái chữ Tàu không biết là chữ gì đây, chắc là tỉnh bang Việt Nam hay gì, tỉnh bang Âu Lạc hay gì, dịch ra tiếng Việt là gì mình không yêu đó, cờ đỏ sao vàng, cái huy hiệu người ta cũng thấy được. Thấy đau thương cho cái dân tộc của mình mà người dân không hiểu ra, người dân lại tôn thờ cái tên Hồ Chí Minh này. TV 256 hiểu không? Không nổi luôn.
Những điều này nó vô cùng quan trọng. Nó là cái bằng chứng lịch sử. Mình phải tin chứ. Mà đâu phải chỉ một bằng chứng này đâu. Nó quá nhiều bằng chứng ở trong nó lịch sử mà. Cái bằng chứng mà Tố Hữu gọi là đặt cái câu thơ giết giết nửa bàn tay không phút nghỉ cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong cho đảng bền lâu rập bước chung lòng thờ thờ Mao Chủ tịch ghê thờ Stalin bất diệt. Các em còn nghi ngờ gì nữa? Các em nghi ngờ TV256 lừa dối các em à? Những vần thơ Tố Hữu còn đó mà. Thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương mười, thương một, thương ông, thương cha, thương chị, mẹ, thương chồng, thương mình, thương một, thương mình á, thương một, thương ông tới thương mười. Không biết ông gì, ông Stalin hoặc là ông Mao Trạch Đông. Thương Mao Trạch Đông, thương mười. Thương Stalin, thương mười. Thương mấy người ngoại bang. Thương biết mấy khi con tập nói tiếng đầu lòng con gọi Stalin khốn nạn cho cái dân tộc mình. Toàn là những lời phản quốc. Chịu không nổi. TV56 chịu không nổi. Mình thấy toàn là phản quốc. Họ dạy cho người Việt giết người Việt. Nó dạy cho họ, dạy cho người Việt làm những cái chuyện phản quốc. Họ dạy cho người Việt phải cầm cái lá cờ Phúc Kiến xuống đường, xuống đường cho thật đông để mà mừng, mừng cái đội bóng, đội banh của mình chiến thắng. Hãnh diện gì thưa các em? Các em hãnh diện gì khi mà Hoàng Sa, Trường Sa bị mất? Các anh hãnh diện gì cái bóng đá của Việt Nam? Các em không còn biết cái tình yêu tổ quốc như thế nào? Các em phải hãnh diện gì? Các em phải giữ được cái biển đảo, giữ được ải Nam Quan, thác Bản Dốc. Đó mới là hãnh diện. Chứ không phải hãnh diện gì một cái trái bóng đá. Trong cái vấn đề thể thao, chuyện thắng thua là chuyện thường tình. Không có gì mà gọi là hãnh diện dân tộc được. Đúng là người Việt Nam mình thì mình thấy mình đã bóng hơn cái quốc gia khác, thì nói thiệt mình cũng có một cái niềm tự hào chút xíu thôi. Niềm tự hào nó nhỏ nhoi lắm, nó chút xíu thôi. Nhưng cái quan trọng đó là mình phải tự hào mình giữ được cái đất nước này, mình giữ được cái những phần lãnh thổ này khỏi vào tay của giặc. Cái đó mới là niềm tự hào đích thực. Chứ không phải niềm tự hào mà vẫy cái lá cờ Phúc Kiến của giặc. Đó là sự nhục nhã. Nhục nhã vô cùng luôn. Rồi, TV Xuân muốn xem một cái tấm hình khác nữa. Đây, các em hãy nghĩ xem mình có bị nhồi sọ hay không nha. Các em có thể trả lời cho được cho TV256 điều này không, thưa các em?
Thứ nhất, có phải còn nhỏ các em đã được dạy là Hồ Chí Minh là một cái thần tượng, nó nhồi sọ trong đầu các em đó. Chỉ có Hồ Chí Minh thôi mới có cái đất nước này, chỉ có Hồ Chí Minh mới có cái đất nước này. Cái đất nước này nó mới dựng lên thôi, từ năm 1945 thôi. Nó đau thương cho cái dân tộc này, quá đau thương luôn. Để mà các em hiểu sai lệch như vậy. Thứ hai, có phải đọc báo chí, nghe đài, xem TV toàn là của đảng không? Không có tờ báo tư nhân mà TV đã nói rồi. Thứ ba, có phải đi ra ngoài sẽ gặp hàng triệu biểu ngữ từ Bắc xuống Nam không? Có. Đi ra đường là thấy biểu ngữ dân đầy. Thứ tư, có phải vào trường đều được dạy chính trị Mác Lê rồi được mời vào đoàn, vào đảng không? Thấy không? Đối tượng đoàn, đối tượng đảng. Các em thấy các em bị nhồi sọ không? Các em đọc 6 điều này đấy. Thứ năm, có phải đi đâu cũng gặp tượng đài chế độ tuyên truyền? Có. Đi đâu cũng thấy tượng đài khắp mọi nơi, mọi chỗ. Thứ sáu, có phải mỗi ngày đều bị buộc nghe những cái loa phường, xã, huyện, thành phố? 6 điều này đơn giản thôi. Chỉ cần dính trong một 6 điều này thì các em phải tự hiểu rằng mình đã làm một người máy robot để bảo vệ cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra đó, nói thật, TV256, TV thấy các em không có khả năng tư duy, cái khả năng để mà biện luận những gì mà TV256 viết và là TV256 nói. Các em hoàn toàn không có khả năng đó. Tại vì các em nghe một chiều và không hiểu được. Nói thiệt, các em trở thành người máy robot đó, không bao giờ TV256 có thể thắng các em được. Một người máy robot làm sao mà TV256 thắng được? TV cần phải, nếu mà thắng là thắng những người có cái tư duy, họ có tư duy mình mới thắng được. Còn người máy robot đó, họ mở miệng ra những cái robot toàn là chửi rủa không à, toàn là chửi rủa làm nhục người ta không, và nó cho đó là thắng đó. Toàn là nói một chiều không à, biết bao nhiêu những cái lời mà comment của các em trong cái channel TV256 này. Các em đưa ra những cái lời chửi thô tục ghê lắm. Toàn là đem ra những cái gì mà người ta không bao giờ dám nói. Mà không có biện luận, không có phản biện được những gì mà TV256 viết. Thành ra đó, nói thật, TV256 cảm thấy mình rất là khó khăn để mà thắng các bạn trẻ đó. Tại vì đó, làm sao mình thắng được cái con robot? Nó cứ nhai đi nhai lại những cái điều mà nó không biết. Nó cứ như vậy thôi. Hỡi mà ai mà chống cộng sản là nó cho phản động. Ai là chống nhà nước là nó cho phản động. Nó cứ hiểu như vậy. Và nó chửi tục tiểu không thể tưởng tượng được. Và các em đâu có biết rằng những lời mà các em đó chửi rủa ở trên Internet đó, đừng có nghĩ rằng các em thoát được cái tội đâu. Sau này đó, người ta sẽ truy ra các em ở đâu đó. Các em là ai đó? Cái thế giới này nó không phải đơn giản như các em nghĩ đâu, là các em cứ viết bậy là được đâu. Tất
tất cả những cái mà các em viết đó nó có dẫn theo cái ID, cái địa chỉ của các em. Chỉ trừ được những người mà họ biết, họ có thể giấu được cái IP của họ thôi. Còn các em không hiểu, các em không giấu được là tất cả những gì mà em viết trên Internet sau này họ truy cứu ra là họ biết là các em ngay. Nếu bạn can đảm trả lời không với 6 câu hỏi này, tôi sẵn sàng tranh luận với bạn. Đó, TV256 nói như vậy. Chứ TV256 không muốn cãi với những cái con robot. Con robot mở miệng ra chỉ biết cười chửi không à. Con robot nó không biết suy luận, nó không có biết suy tư. Nhưng là một con người, một con người họ biết cái suy luận, suy tư, họ biết phản biện. Một cái con robot nó chỉ biết chửi và chửi và nhục mạ người khác. Thành ra đó, nếu mà bạn đó, 6 điều này mà bạn can đảm, bạn trẻ đó, bạn can đảm trả lời là không, tôi không bị dính với 6 điều này, thì TV256 sẵn sàng tranh luận với các bạn. Có người nào không bị dính 6 điều này không? Có một người nào can đảm để nói rằng mình không bị dính 6 điều này không? Mà các em không hiểu, các em cứ nói rằng là anh TV256 ơi, anh phải về Việt Nam đi. Anh không hiểu về Việt Nam gì hết. Anh phải về nước một lần đi, anh phải hiểu. TV đâu cần phải về nước đâu. Ở bên thế giới Internet mà TV vào trong TV đọc những cái trang nhà này, trang nhà nọ đầy ở trong nước, TV cũng hiểu câu chuyện đó như thế nào chứ. Và cá nhân TV cũng từng về rồi chứ đâu phải là không, chưa về đâu. Các em đừng nghĩ là TV256 chưa về. Chính mà về đó mình mới thấy được cái đau khổ của dân tộc mình. Mình phải càng dấn thân mạnh mẽ hơn nữa. Trời ơi, mới đây mà 57 phút rồi. 80 phút rồi. Mời quý anh chị em nghe cái, thấy cái bài thứ hai nữa nghe. Ý cái hình nữa nghe. Đây, Hồ Chí Minh 4 tuổi. Chưa thấy cái một cái hình ảnh nào mà nó xây Việt Cộng mà nó cho xây cái tượng mà Hồ Chí Minh mà có bằng cái thắt cái cravat á, thắt cái cà vạt, toàn là xây tượng toàn là 4 túi. 4 túi theo cái kiểu mà đại cán đó. Nó gọi là áo đại cán của giặc tàu, thì nó không phải tàu chứ là cái gì nữa. Biết bao nhiêu hình ảnh Hồ Chí Minh mà trước năm 1933 đó, còn trẻ đó, bằng thắt cravat. Ai đã ra lệnh Việt Cộng pháo kích vào nhà dân ở Sài Gòn, giật miền Sa Đò, thảy lựu đạn và rạp hát, và chôn sống đồng bào Huế để thực hiện cuộc chiến Việt giết Việt? Ai đây? Giặc tàu á, giặc tàu Hồ Chí Minh. Chứ còn ai nữa? TV nghĩ á, bản chất của con người Việt Nam đó là nhân hậu hiền hòa. Mà khi mà đã có được lệnh trên á, mà nó bắt người ta phải làm á, phải tuân theo á, thì nó là khác. Nó toàn là theo lệnh không à, chứ nó không phải theo cái lương tâm của một con người. Thành ra người Cộng sản nó có cái câu là lấy mọi gọi là
phương pháp phương tiện để mình đạt được cái cứu cánh đó. Áp dụng mọi cái điều gọi là tồi bại đấy, diệt giết diệt cái điều tàn nhẫn như vậy để mà đạt được cái cứu cánh, để mà chiếm được miền Nam cho được, để đạt được cho nước Việt Nam mình Bắc Nam Bắc là phân tranh với nhau để mà đổ máu cho nhiều, để cho người Việt giết người Việt đi, rồi Nam Bắc đến giờ này vẫn còn thù hận với nhau. Chứ không bao giờ mà người Việt mà tự nhiên mà mình pháo kích vào mà nhà người dân ấy. Nếu là mình nằm ở trong một cái quân đội gọi là Bắc Việt đi, mình không bao giờ mình để lương tâm mình đau khổ như vậy. Khi mình bắn cái súng đó, mình phải biết nó, mình phải nhắm những người lính đó, là có thể vì cái khác một cái tư tưởng, khác cái ý thức hệ, mình có thể giết nhau, thì mình nhắm những người lính đó nó đang cầm quyền mình giết, thì cái đó chấp nhận được. Nó giống như Nam Bắc phân tranh khi xưa, Trịnh Nguyễn phân tranh như xưa, mình giết được. Còn mình giết bằng cách mà mình pháo kích vào trường học, pháo kích vào nhà dân, rồi mình giật mình xe đò. Một cái xe đò nó đâu có cái gì đâu, nó đâu phải là xe lính, mà mình giật mình xe đò rồi mình thảy lựu đạn vào rạp hát. Tại sao mình chủ trương mà việc giết việc như vậy? Thành ra TV mới nói ra đó là chủ trương của Hồ Chí Minh, và Hồ Chí Minh đã ra lệnh như vậy. Ra lệnh như vậy thì cấp dưới phải tuân theo thôi. Dù có cái lương tâm mình có bị cắn rứt đi nữa, mình cũng tuân theo. Một cái là TV ghét dễ sợ luôn, là cái độc ác vô cùng đó, là chủ trương mà việc giết việc của Hồ Chí Minh, chứ độc ác vô cùng luôn. Nó làm đau khổ của cả một dân tộc. Đã gì còn xây nên cái tượng của giặc Tàu Hồ Quang, còn bắt dân nhận giặc là cha già dân tộc. Làm sao mà con người mà có thể mà dám nói lên cha già dân tộc? Chỉ có thằng giặc Tàu nó mới dám rồi là nói lên cái điều này, để nó đè lên đầu lên cổ người dân Việt Nam thôi. Chứ con một con người Việt Nam bình thường thì có tôn ti trật tự, chứ mình không thấy là mình xưng cha già của anh hùng liệt sĩ của mình mà ngàn xưa, mình xưng cha già là của Hai Bà Trưng à, mình xưng cha già là của Lý Thường Kiệt à, tại sao mình hỗn hào với tiền nhân như vậy? Không có một ai người Việt nào mà có dám can đảm mà tự xưng mình là cha già dân tộc được. Và nếu mà cấp dưới mà gọi mình cha già dân tộc là mình phải chỉnh liền nữa. Mình nói các anh đã làm sai rồi, làm như vậy đó là hỗn hào với tổ tiên, hỗn hào với những tiền nhân lịch sử. Mình không thể là cha già của cả một dân tộc được. Đơn giản như thế chứ. Toàn là những lời mà phản quốc. Hồ Chí Minh nó đã dạy cho những người dân Việt Nam hành xử như những người phản quốc. Thẳng như vậy. Rồi nó kêu gọi là người dân Việt Nam phải tôn thờ nó là gọi là bác. Bác cái gì? Bác cũng là cái hỗn hỗn láo với tiền nhân. Trước trước đó biết bao nhiêu người đã già tuổi hơn Hồ Chí Minh,
phải kêu nó bằng bác ha. Các em không hiểu. Các em không hiểu, các em đã dùng cái chữ bác. Nhiều người lớn hiện tại cũng không hiểu phải dùng cái chữ bác. Mà các em nó quen rồi. Mấy chục năm nó dùng rồi. Mấy chục năm nó dùng rồi, các em không có nhìn thấy cái sai. Các em không có nhìn thấy cái loạn luân. Nếu Hồ Chí Minh này đó là người Việt Nam thì các em là loạn luân rồi. Sự thật là vậy. Cái gì mà gọi là bác? Ai cũng bác hết rồi. Con cũng gọi là bác rồi, cha cũng gọi là bác rồi, cháu cũng gọi là bác. Vậy có phải loạn luân không? Cái đất nước mình đâu có thể nào mà mình làm những cái chuyện mà loạn luân ở trên tinh thần như vậy. Nhưng mà sự thật ra thằng Tàu nó điểu cán thiệt. Sự thật ra nó không phải là loạn luân đâu các em. Tại vì nó là một tên giặc Tàu. Dòng máu nó là dòng máu Tàu. Và nó muốn tất cả người Việt Nam phải gọi nó là bằng bác. Thì hoàn toàn không có sự loạn luân trong đó. Nó là thằng giặc Tàu thì hoàn toàn tránh cái được sự cái loạn luân. Thâm độc, rất là thâm độc, giặc Tàu rất là thâm độc. Cha già dân tộc. Đây. Đây là những người chiến sĩ anh hùng này. Những người yêu nước. Những người yêu nước đã bị bắt bỏ tù. Đó là trên mặt nổi thôi, chúng ta thấy chỉ có mặt nổi. Còn bao nhiêu người thầm lặng yêu nước nữa mà bỏ tù mà chúng ta không biết. TV không bao giờ nghĩ là vài trăm đâu. Cái con số nó là vài ngàn người, vài chục ngàn người. Cái thế giới cộng sản nó không có tự do báo chí, làm sao mà các anh chị em biết được rằng là nó chỉ có vài trăm người bị bắt. Biết bao nhiêu người yêu nước khác bị bắt đâu có biết, ai biết đâu. Biết bao nhiêu người yêu nước đã hy sinh, biết bao nhiêu xương máu rồi. Biết bao nhiêu người yêu nước đã hy sinh xương máu, hàng triệu người. Hàng triệu người ngã xuống để mà giành lại cái độc lập, cái tự do, dân chủ. Hàng triệu người đã đổ máu vì cái cuộc chiến mà xảy ra từ năm 1954 đó mà cho đến năm 75, 21 năm như vậy. 3 triệu người dân đã chết vì cái cuộc chiến như vậy. Mà một cuộc chiến gây ra bởi ai? Gây ra bởi tên giặc Tàu Hồ Chí Minh. Giặc Tàu Hồ Chí Minh xây dựng nên một cái con đường, đường mòn Hồ Chí Minh để đem quân vào Việt Nam. Đem quân vào miền Nam để mà chiếm cho bằng được miền Nam, để mà đánh
đồng bào Việt Nam, tàn ác với dân tộc Việt Nam, trong khi các quốc gia khác không có làm chuyện đó. Người Việt Nam thật sự không bao giờ làm cái chuyện thô bỉ đi đánh người anh em của mình. Nếu đất nước mình có lỡ chia đôi ấy, thì mỗi người có một cái hoàn cảnh cuộc sống riêng, không có ai đụng đến ai hết. Có thể đánh nhau rồi cũng rút về, thì cũng giống như Nam Hàn Bắc Hàn đó, cũng ok đi, họ đâu có đánh nhau đâu. Họ chia cái vị tuyến ở vị tuyến 38 gì đó, rồi họ không bao giờ đánh nhau. Còn mình á, Hồ Chí Minh cứ đem người qua cái đường mòn Hồ Chí Minh, bao nhiêu thanh niên ưu tú của dân tộc đều đẩy vô đường mòn Hồ Chí Minh để đi chết cho cái chủ nghĩa cộng sản, rồi để tàn phá cái mảnh đất miền Nam. Hàng nghìn tấn bom rồi trút xuống miền Nam, trút trút xuống dân tộc Việt Nam ở ở miền Nam nó quá nhiều hơn cái miền Bắc. Miền Bắc thì chỉ có bỏ 5-7 ngày một tuần lễ gì đó, chứ trong khi bom đạn là trút xuống người dân miền Nam Việt Nam, trút xuống Việt Nam Cộng Hòa mà nó vẫn còn phát triển đến mức đó. Hàng triệu tấn bom trút xuống miền Nam mà Việt Nam Cộng Hòa vẫn phát triển đến mức độ đó, nó không có nghèo đói như cái ngoài người dân ở miền Bắc. Và các anh em biết cái chủ nghĩa cộng sản nó tàn độc tới mức nào rồi. Tất cả những người yêu nước nó giết hết. Ngay trên cái tờ báo mà một trong những tờ báo đầu tiên mà của Hồ Chí Minh đó, tự nhiên TV 256 quên rồi, nhưng mà nhớ là ngày 26 tháng 12 năm 1956 thôi phải, Hồ Chí Minh nó viết cái bài đó, với cái tựa đề đó: chủ nghĩa ái quốc cần phải bị tiêu diệt. Ghê không? Nó đã dạy con người Việt Nam phải phản quốc như ngay từ lúc đó rồi, chứ không phải là tới bây giờ. Chủ nghĩa ái quốc cần phải bị tiêu diệt để sống với cái chủ nghĩa cộng sản. Bởi vì nó mới đưa cái lá cờ đỏ, cờ búa liềm để mình đứng trước cái lá cờ nước. Là chủ nghĩa ái quốc của anh đó là phản bội đất nước. Nó là nó đi ngược lại như vậy đó. Anh yêu nước chừng nào đó, nó nói anh phản bội đất nước chừng này. Mà trong khi nó mới là chính là người phản bội đất nước. Chúng ta phải nhìn ra cái lịch sử. Cái lịch sử nó bị đánh tráo đó, thưa quý anh chị em. Đau thương cho những người yêu nước này, những người anh hùng dân tộc này vẫn còn đang bị giam giữ. Các anh chị em nhìn mặt thì chắc cũng đoán biết tên được hết chứ gì. TV cũng không muốn nói. TV chỉ nhìn những cái bộ mặt này. Và TV nhớ thương những cái người này.
đó, hình Hồ Chí Minh đó, thắt cà vạt đó. Đó, có nhiều tấm hình thắt cà vạt như vậy. Tại sao tới lúc mà già đi thì lại không thắt cà vạt? Đừng có nói là tivi là chạy tội cho Hồ Chí Minh nha, chạy tội cho Nguyễn Ái Quốc nha. Tivi cũng không chạy tội cho Nguyễn Ái Quốc đâu. Một cái người mà mang cái chủ nghĩa cộng sản mà đến với cái dân tộc mình, là mà quý anh chị em phải biết đó, chủ nghĩa cộng sản là chỉ nghĩa tàn độc, nó làm hại biết bao nhiêu quốc gia trên thế giới, nó giết biết bao nhiêu người, hàng mấy trăm triệu người trên thế giới. Thì cái Hồ Chí Minh là Nguyễn Tất Thành mang cái cà vạt này mà lúc còn sống vẫn phải mang cái tội ác đối với dân tộc Việt Nam, mang cái chủ nghĩa cộng sản đến với dân tộc Việt Nam là tội ác rồi. Chủ nghĩa cộng sản nó gây đau thương khắp cả nhân loại chứ đâu phải chỉ có đất nước Việt Nam. Cái hình này á, thì chỉ chứng minh rằng là đó, Hồ Chí Minh mà sau khi cầm quyền đó là một tên tên giặc tàu. Còn cái Hồ Chí Minh còn trẻ này mới là Nguyễn Ái Quốc đây. Hai tên đều có tội ác đến dân tộc Việt Nam, chứ không phải là TV chạy tội. Nhiều người cho TV là chạy tội. Trời đất ơi, TV nào mà chạy tội cho có một cái tên mà mang cái chủ nghĩa cộng sản vào cái đất nước của mình. Đây cũng là bằng chứng tội ác, bằng chứng gọi là phản quốc. Đem cái lá cờ là 6 ngôi sao in vô cái tờ báo của mình. Tờ báo Thanh Niên đăng cái hình cờ 6 sao trên báo Tàu đó, mà nói về cái chuyện mà số km đường sắt của một số nước trong khu vực, rồi có hình in lá cờ Nhật, rồi lá cờ Đại Hàn đây, cái cờ gọi là Hàn Quốc đấy, Đại Hàn đấy, Nam Nam Hàn, mà cái lá cờ của Trung Quốc đây, 6 ngôi sao đây, có vẽ lên cái ngôi sao thứ năm. Họ toàn là những làm những cái công việc phản quốc không, và họ in trên cái tờ báo Thanh Niên ngày 5 tháng 7 2018, nhớ đó quý anh chị em. Thành ra quý anh chị em qua cái clip này, quý anh chị em nên nhớ lại là cái người mà mang đau thương đến dân tộc Việt Nam chính là cái tên giặc tàu Hồ Chí Minh. Và họ bắt đầu họ lấy cái lá cờ Phúc Kiến, lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến để mà cho chúng ta, cho tất cả những người Việt Nam phải tôn thờ một cái lá cờ của một tỉnh bang Phúc Kiến của giặc tàu, để con người ta không còn phân biệt được đâu là tổ quốc. Và họ dạy những điều toàn là phản bội tổ quốc. Đó là sự thật quý anh chị em, quý bạn trẻ. Hãy nghe những cái lời mà của TV256, những lời chân tình đó, cả một tấm lòng của TV256 đối với đất nước này, đối với cái dân tộc này. Chứ TV256 không có gì một cái lợi ích riêng nào của mình nữa. Mấy chục năm rồi mà TV256 vẫn miệt mài đấu tranh
cho đến ngày hôm nay. Đấu tranh từ lúc mình còn trẻ, hai mươi mấy tuổi, cho đến bây giờ thì mình sắp xuống lỗ rồi, thiệt. Nhưng vẫn phải tiếp tục, tiếp tục con đường để mà vạch trần những cái sự mà dối trá của Đảng Cộng sản, mang những cái sự thật đến cho người dân Việt Nam. Đó là điều mơ ước mà TV256 trước khi nhắm mắt là phải thấy cái sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản trên cái quê hương của mình, sụp đổ của cái chế độ cộng sản trên quê hương của mình. Đó là điều mà chỉ có mà điều đó mới làm cho có thể là TV256 nhắm mắt được thôi. Nếu mà chết mà trước khi cộng sản sụp đổ thì chắc là mắt mở trừng trừng luôn á, thiệt á. Oan ức á. Đây, đây cũng là cái hành động phản quốc. Ai là người ra lệnh đập phá bia tưởng niệm của đồng bào ta ở Mã Lai và Indonesia? Hai bên Mã Lai với Indo đập phá cái đài tưởng niệm, bia tưởng niệm của đồng bào khi mà tị nạn đến cái đảo mà Mã Lai với Indo. Họ có những cái bia tưởng niệm như thế này. Trần Đức Lương nha, Trần Đức Lương đó lúc đó chủ tịch nước đó, ra lệnh rồi là dùng cái quan hệ ngoại giao đó để mà ra lệnh cho bên Mã Lai với Indo là phải hủy bỏ những bức tường này. Thì họ thấy họ Mã Lai với Indo thì lúc đó đồng bào đâu còn ở đây nữa, nó chỉ là một nơi hoang sơ, thành ra họ làm thôi. Họ thấy nó không ảnh hưởng gì, tại vì nó nói lên những cái hàng chữ là những bao nhiêu đồng bào bỏ mạng ở trên Indo, rồi những cái cuộc vượt biên rồi là bi thảm như thế, chứ ngoài ra nó bây giờ cái bia đó nó có những hàng chữ như vậy mà TV256 bây giờ không còn nhớ nữa, tại vì nó đục mất rồi. Nhưng mà sau này người ta cũng lôi ra được, tại vì người ta chụp hình đó, người ta cũng có cái bia này. Nó hàng chữ là những con người gọi là khốn khổ của người Việt Nam tìm tự do và ở trong những cái trại tị nạn như ba lô bi đông rồi đó. Đây cũng là tội ác, đây cũng là cái tội phản quốc đó. Dù thế nào đi nữa, đó là cũng là đồng bào của mình, cũng là máu mủ ruột thịt của mình. Mình không có thế nào mà mình coi là như thế được, mình coi là kẻ thù ghê gớm như thế được. Chỉ là một cái bia thôi mà mình hận thù như vậy thì còn nghĩa gì? Phản quốc ấy. Khi mà người cộng sản họ hận thù một người Việt như vậy đó, mà làm sao họ cứ ra rã nói là người Việt kiều, người Việt là khúc ruột ngàn dặm của họ. Đây là bốn tử tù rồi, bốn tử tù biết bao nhiêu năm trời rồi, người dân vẫn kêu oan mà họ còn là rất trẻ, đến bây giờ họ lớn rồi, cả chục năm hết đó mà cũng không giải quyết cho người ta.
Làm chủ tịch nước làm cái gì vậy? Chủ tịch nước gọi là theo cái bản mà hiến pháp mà, chủ tịch nước là có quyền, họ có quyền ăn xá, họ có quyền đặc xá đó, ăn xá đó. Bốn tử tù này, Hồ Duy Hải nè, còn trẻ măng, bây giờ chắc là râu ria mọc đầy hết già rồi. Đó là những cái nhân tài của đất nước. Nhân tài của đất nước đang bị cầm ở trong tù. Lê Văn Mạnh nè, cũng còn trẻ măng. Nguyễn Văn Chưởng nè, Đặng Văn Hiến nè. Nếu các anh không đủ bằng chứng kết tội thì các anh phải thả người ta ra. Còn không thôi á, anh đủ bằng chứng thì anh cứ xử tử người ta. Còn anh không đủ bằng chứng anh phải thả người ta, chứ không phải giam cầm người ta mấy chục năm như vậy được. Khốn nạn, một cái chế độ khốn nạn như vậy. Mà nó đơn giản thôi. Một cái người gọi là chủ tịch nước giống ông Nguyễn Phú Trọng, chỉ cần ký một tờ giấy thôi, để cho người ta về với vợ con, để cho người ta về với gia đình. Nếu mà nó đơn giản, nó đâu có gì khó đâu. Nó chỉ coi lại cái bản án, ừ mình thấy mình nghi ngờ điểm này thả. Không đủ bằng chứng kết tội thả, chứ không phải tiếp tục giam cầm người ta như vậy. Giam cầm người ta đó là một cái tội ác đó. Người ta vô tội mà cứ tiếp tục giam cầm người ta, mà đánh đập tra tấn người ta đủ thứ hết đó, để cho người ta nhận tội. Nếu mà thấy mà cơ quan điều tra mà có những cái hành vi mà ép buộc đánh đập á, là cũng đủ thả người ta rồi. Nó thật á, ở trên thế giới này bây giờ nó không có vụ mà tra tấn nữa. Tra tấn để bắt khai á, nó không có áp dụng nữa. Sự thật người những người điều tra viên ở bên Mỹ này nó rất là giỏi. Anh nói láo nó biết ngay à. Nó được tìm đủ mọi cách để nó chứng minh anh có tội. Và rốt cuộc anh tự động anh phải nhận tội thôi, tại vì bằng chứng nó quá rõ, bây giờ còn chối cái gì nữa. Đồng ý là bên Mỹ nó cũng có những một vài án oan chứ không phải không, nhưng mà bên hay cái bên Mỹ là nó phải chứng minh anh có tội, nó mới tòa án mới kết tội anh được, mới bỏ tù anh được, còn chứng minh không được là nó thả thôi. Giống như là ở Việt Nam mà có cái điều 79 đó, là âm mưu lật đổ nhà nước, tự nhiên là kết tội người ta âm mưu lật đổ nhà nước rồi bỏ người ta tù mấy chục năm, trong khi hoàn toàn không có chứng minh được. Âm mưu là ở trong đầu, lấy gì chứng minh? Đơn giản như vậy đó. Mà đâu phải người ta nhận tội là kể như là mình bắt bỏ tù người ta đâu. Bây giờ tôi nói là tôi lật đổ, là tôi muốn lật đổ cái chính quyền này nè, đúng không? Tôi muốn lật đổ cái chính quyền này, anh cũng không có quyền bắt tôi bỏ tù nữa. Đó là cái ý của người dân, cái đó là cái tự do ngôn luận của người dân. Người dân có quyền muốn lật đổ cái chính quyền này, phải không? Cái đó nó nằm ở trong cái hiến pháp là quyền tự do ngôn luận. Chừng nào á, luật pháp á, tòa án đó phải chứng minh rằng ừ thằng này nó có súng nè, nó có tổ chức nè, nó có hàng trăm ngàn người, nó có mang biết bao nhiêu vũ khí nè, nó mang xe tăng nè, nó muốn chiếm chính quyền nè, cái đó anh ấy mới nói nó lật đổ được. Anh phải chứng minh người ta có cái khả năng lật đổ,
Lần này mấy cái cô gái mấy ông cũng bắt vô tù về cái tội mà lật đổ chính quyền nhân dân nữa. Mẹ tôi không biết mấy cô gái làm được cái gì, cái bàn tay không rồi lật đổ các anh nè. Rồi một thanh niên như vậy rồi đủ khả năng để lật đổ một cái chính quyền à? Tại sao các anh hèn hạ để mà ép tội người dân như vậy? Quá hèn. Các anh có hàng triệu quân đội, các anh có hàng triệu công an, mà các anh lại sợ một phụ nữ đi lật đổ, sợ một cái thanh niên đi đi đi, đi lật đổ, các anh có quá hèn không? Các anh có làm những chuyện tội ác để mà phản bội cái đất nước này, phản bội người dân, phản bội nhân dân như vậy? Các anh đã mang tội phản quốc đó. TV256 nó không sai đâu. Toàn là bắt những người mà yêu nước và những người mà làm tốt đẹp cho quê hương này. Các anh đã từng bắt biết bao nhiêu luật sư rồi. Luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Lê Công Định, luật sư Nguyễn Bắc Triển, biết bao nhiêu luật sư, những người tài giỏi cho đất nước các anh bắt vô tù hết. Biết bao nhiêu bác sĩ các anh cũng bắt vô tù hết. Biết bao nhiêu linh mục, mục sư, những người làm tốt đẹp cho xã hội các anh bắt trong tù hết. Những người có trí thức giống như là nhà văn, nhà báo đồ các anh bắt trong tù biết bao nhiêu mà nói. Những người mà làm đẹp, làm tốt cho đất nước các anh bắt trong tù hết. Thử hỏi biết bao nhiêu tiền bạc như vậy? Biết bao nhiêu tiền bạc công sức của một con người mà các anh bỏ trong tù, giống như các anh bỏ trong tù anh Trần Quỳnh Di Thức đó, một người doanh nhân nhân rất là thành đạt. Nếu mà anh Trần Quỳnh Di Thức còn sống nữa, chưa chắc gì đã thua Microsoft. Tội ác của các anh kinh hoàng, kể hoài không hết. TV256 kể hoài không hết. Đây, cái hình ảnh bốn phụ nữ yêu nước đang bị các anh bắt. Bên trái của hết là quý anh chị em chắc biết mà, Quỳnh Thục Vi, mà cô Trần Thị Nga có đứa con nhỏ xíu, cô Nguyễn Hoàng Vi nè, và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nè. Để kế là một cái ông ở tòa đại sứ, tôi không nhớ tòa đại sứ Đức hay là tòa đại sứ, tôi không nhớ, có thể là tòa đại sứ Đức thì đứng đó. Những người yêu nước đó, bốn phụ nữ yêu nước các anh bắt giam, người ta chỉ là đàn bà phụ nữ yếu chân, yếu tay mềm với những đứa con nhỏ. Quỳnh Thục Di cũng có đứa con nhỏ nè, Trần Thị Nga có hai đứa con nhỏ nè, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng có hai đứa con nhỏ nè, Nguyễn Hoàng Di cũng có mấy đứa con nhỏ nè. Mấy anh toàn là những làm những chuyện vô cùng tồi bại, vô cùng tồi bại đối với người phụ nữ Việt Nam, đối với người phụ nữ yêu nước. Các anh phản quốc mà các anh lại không còn nhân tính. Phản quốc mà không còn nhân tính nữa. Kinh hoàng. Cái chế độ cộng sản anh bắt buộc phải ra đi, bắt buộc phải sụp đổ. Quá kinh hoàng những cái tội ác đối với dân tộc Việt Nam như vậy. Làm sao mà người Việt Nam có thể chấp nhận được?
Nguyễn Hoàng Vi này đó, các anh đã từng đánh rồi là đánh gãy mấy cái răng đó, cho đụng xe chứ, đụng xe đánh gãy mấy răng còn bắt vô trong tù rồi khám xét người ta, khám xét bộ phận dịch sinh dục của người ta. Tôi vì nhớ là cô Nguyễn Hoàng Vi đã kể lại những điều đó. Tội ác của các anh quá kinh hoàng luôn. Nhiều người thì không dám kể, nhưng mà có nhiều người dám kể. Lê Thị Kim Thu cũng là một phụ nữ bị bắt vô trong tù. Cũng bị sờ mó cái chỗ kín. Nhiều lắm, nhiều người lắm, chứ không phải là không. Các ông sợ người phụ nữ họ giấu cái gì trong đó. Các ông sẵn sàng xúc phạm những cái nhân phẩm của người phụ nữ như thế này. Xúc phạm những nhân phẩm của những người phụ nữ đáng thương như thế này. Chịu gì nổi. Thanh niên như TV256 chịu không nổi đến những cái hành động mà tàn ác của các anh. Mà khi xưa đó mình không lên tiếng được, vì mình không có những cái dụng cụ như bây giờ. Mình không có kỹ thuật như bây giờ. Còn ngày hôm nay á, thì các anh từ chết đến bị thương, bảo đảm luôn. Sự thật nó bị được phơi bày rất là rõ, và các anh không thể nào biện luận được. Và tất cả những hình ảnh nó ghi đậm hết, nó ghi vào cái hệ thống mà Google muốn search ra cái gì cũng có. Các anh chạy không được đâu. Tất cả những hình ảnh này TV256 cũng lấy từ những cái kho dữ liệu của Google để mà tố cáo các anh trước mọi người. Chạy không thoát đâu. Tội ác của các anh sẽ chạy không thoát đâu. Từ bỏ tham vọng đi. Cái câu sấm của Trạng Trình đúng đó các anh nè, hãy tin đi. Vận số của các anh đã hết rồi, sắp sửa hết rồi. Đây cũng là tội ác. Lúc mà Nguyễn Phú Trọng mà ký văn kiện, mười mấy cái văn kiện gì đó, qua bên Trung Quốc ký văn kiện, thì ở bên đây đưa ra cái bản tin mà ký cái văn kiện gì đó, rồi cái đưa ra cái lá cờ 6 ngôi sao này. Trên cái đài truyền hình VTV1 đây vào ngày 14 tháng 10 năm 2011. Kinh hoàng chưa các quý anh chị em? Kinh hoàng. Thấy cái sự phản quốc của một cái, nó phải là từ cái đài VTV mà nó là chỉ thị của Nguyễn Phú Trọng, những cái người mà đầu não như vậy mới dám làm những cái chuyện mà phản quốc như thế này. Giống như Hồ Chí Minh mới chỉ thị cho Tố Hữu để làm những cái vần thơ mà phản quốc mà TV mới đọc, vừa đọc vừa qua đó. Nó chỉ có những cái người cầm quyền đó mới có những cái hành động phản quốc như vậy. Chứ cái cô Sứ Ngọc Duyên này chưa từng dám mà làm như vậy đâu. Không bao giờ mà để cái hình mà cờ Trung Quốc mà với 6 ngôi sao mang cái ý nghĩa phản quốc. Đó là Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng đã làm những chuyện phản quốc như vậy đó. Lá cờ 6 ngôi sao ở trên đài truyền hình VTV1, VTV1 chứ. Đây, các hình em bé cầm lá cờ 6 sao rất là rõ nè.
để mà đón Tập Cận Bình. Ai là người ra lệnh thế các bạn? Nguyễn Phú Trọng chứ còn ai nữa, không nói cũng biết. Đây là cái điểm nè, quý anh chị em thấy cái chữ 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 G nè, nó rớt xuống, G rớt xuống là mình chụp hình được, vô cùng. Đó, cái ngày 21 tháng 9 mà lúc mà ông Trần Đại Quang chết đó, rồi làm đám tang đó, chữ G đột ngột rớt và sự bất cẩn đã lòi ra những kẻ xấu xí dơ bẩn sau tấm màn đen. Đó là dấu hiệu cho thấy sự sụp đổ tất yếu. Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, kết thúc hành trình 300 ngày lẩn trốn trong cái chế độ man rợ. Nó bắt người ta, nó bắt cóc người ta. Đức nó cự nữ quá sách trời, mà đến giờ này nó vẫn còn nói là nó còn gọi là ra đầu thú. Cái chế độ nó khốn nạn như vậy mà không biết tại sao quý anh chị em, nhất là các em mà ở trong nước lại không hiểu được vấn đề. Mình nghĩ rất là lạ đó. Thứ hai ngày 31 tháng 7 nè, 2017. Bản tin từ Dân Trí, báo Dân Trí đó. Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, kết thúc hành trình hơn 300 ngày lẩn trốn. Đầu thú ở chỗ nào? Các ông đi bắt cóc người ta. Rồi nó đầu thú, thô bỉ. Một cái nhà nước mà làm những cái chuyện mà khủng bố như vậy. Hành động bắt cóc là khủng bố đó thưa quý anh chị em. Bắt cóc là tội ác đó. Mà bắt cóc tại một quốc gia người ta có chủ quyền, như bên Đức họ có chủ quyền, và bên Thái Lan họ cũng có chủ quyền. Anh tự nhiên nên đem cán bộ rồi gián điệp của anh rồi ba bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, rồi bây giờ các anh lại bắt anh Trương Duy Nhất nữa. Trời đất ơi, các anh là ai? Các anh đang dưới cái sự mà phỉ nhổ của toàn thế giới đó. Không có các nước nào cũng chấp nhận những cái hành động mà côn đồ như là cái nước mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa mà các anh đang nắm quyền đâu. Có người Việt Nam nào mà chấp nhận một cái đất nước mình mà những người cầm quyền đó hành xử như vậy không? Có lẽ là các anh cai trị dân mà người dân người ta không dám nói thôi. Chứ như người ta cũng biết, chứ không phải là người ta không biết đâu. Cái đó tội ác đó. Những cái nhà cầm quyền đốn mạc như vậy mới làm cho cả một cái dân tộc điêu đứng hết. Bởi vì mình mới nước Đức nó mới xù đó. Nó không chịu ký kết mà hiệp định thương mại với Việt Nam đó. Hiệp định thương mại nó có thể làm cho người mang đến công ăn việc làm cho người dân Việt Nam. Một hiệp định thương mại rất là lớn, người ta nói con số nó lên tới 45 tỷ đó, về giao thương đó. Mà các anh bây giờ người ta không có ký, tại vì các anh vi phạm nhân quyền, các anh hành xử côn đồ. Đất nước người ta chủ quyền, anh đâu có thể mà đem gián điệp lên bắt Trịnh Xuân Thanh được. Rồi ngày nay còn bắt Trương Duy Nhất nữa. Hai lần các anh hành xử giang hồ như vậy, côn đồ như vậy, làm sao mà có quốc gia nào mà dám chơi với các anh? Ngay cả Tổng thống Trump mà sắp sửa mà có hội nghị
thượng đỉnh với ông Kim Jong-un đó. Nói thật ra đó, TV là không tin rằng là ông Trump ông đi tham dự đâu. Để cho các anh chuẩn bị, cho các anh tốn tiền, tốn cho thật nhiều tiền để mà chuẩn bị tổng thống Trump qua đó. Rốt cuộc tổng thống Trump không có qua, và tố cáo của cái tội mà bắt cóc, hành xử mà côn đồ của các anh đó, khủng bố của các anh đó ra trước thế giới đó. Ông Trump sẽ tố các ông đó. Mà tổng thống Trump mà ra lệnh tố như vậy đó là cả thế giới theo á, cả thế giới tẩy chay gọi là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và khi cả thế giới tẩy chay đó là các anh cũng bị sụp đổ luôn, đừng có nói, đừng có mà nghĩ là tránh được đâu, cỡ nào các anh cũng sụp đổ hết đó. Và tổng thống Trump đó mà tham dự cái hội nghị thượng đỉnh này ở Hà Nội đó, các anh cũng sụp đổ như thường, cách nào cũng các anh cũng sụp đổ đúng theo ý như cái lời sấm truyền thôi, không tránh được đâu. Thấy không, thấy một cái hình ảnh mà một cái tên mù nè, tên mù Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt, rồi là người này thì nắm, người này thì bịt mắt người kia đừng có thấy đường, thấy là khổ lắm á, thấy không, thấy là chết đó. Thành ra người này phải bịt mắt người kia cho đừng có thấy, đau thương cho cả dân tộc, chịu khó thông minh lại bị dẫn dắt bởi một thằng mù lú lẫn như vậy, nó quá lú luôn á. Nó nói đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa nữa. Nó không không biết nữa. Nó không biết mà nhất định nó tiến lên cái xã hội chủ nghĩa thôi, nó không biết vậy, thành ra nó khổ chứ cả dân tộc không. Trong khi biết bao nhiêu quốc gia đi theo cái con đường xã hội chủ nghĩa là đi đến nghèo đói, Venezuela đó bây giờ nó nghèo quá sách trời luôn, người dân nó đứng lên, hàng triệu người dân đứng lên. Chỉ có cái nước là chỉ có cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này đó, người dân không dám đứng lên tại vì nó quá tàn ác, nó quá tàn độc. Nhưng mà đến lúc mà người ta có cơ hội rồi, người ta đứng lên đó là cái chế độ sụp đổ. Thì đó, có cơ hội mà Tổng thống Trump qua nè, rồi có mấy ngàn ký giả nữa. Một Tổng thống đi là biết bao nhiêu ký giả quốc tế lên đây để mà lấy tin. Các cơ quan thông tấn rồi người ta lấy tin về cho cái đất nước của họ. Thành ra họ cử hàng hàng 3.000 ký giả, mỗi cái thông tấn cái tính vài chục người là cũng biết bao nhiêu người ký giả phải đi làm săn tin. Thì khi mà người ký giả đi săn tin như vậy là có cơ hội cho người dân xuống đường rồi, tự nhiên cái cơ hội nó đến theo cái lời sấm thôi. Nó lạ lùng lắm, nó đưa cái chủ nghĩa chế độ cộng sản này đi đến sụp đổ, mà sụp đổ rất là nhanh, mà TV đoán như vậy thôi. Cũng như TV đã từng chứng kiến được cái chủ nghĩa cộng sản mà nó sụp đổ ở bên Liên Xô khi xưa đó, một cái Liên Xô hùng mạnh biết bao nhiêu mà cũng bị sụp đổ, một cái Liên Xô hàng triệu người vẫy cái lá cờ búa liềm của Liên Xô, rồi tự nhiên cái búa liềm đó nó không còn xuất hiện nữa, nó bị vứt vào cái thùng rác lịch sử, không nói được, chỉ trong có một ngày thôi. Trọng nói Tổng Bí thư phải là người miền Bắc, phải có lý luận và không có tham vọng quyền lực. Đó là lời của Nguyễn Phú Trọng. Một cái tên mà cầm quyền mà
kỳ thị là Nam Bắc kiểu này, làm sao mà có thể mà làm tốt cho đất nước được. Nhờ thế Nguyễn Phú Trọng trở thành ứng viên duy nhất cho nhiệm kỳ 2 2016-2020. Khốn nạn, rất là khốn nạn. Quý anh chị em còn nhớ là Nguyễn Phú Trọng tuyên bố không? Chính ông ta tuyên bố là ông ta chỉ có nửa nhiệm kỳ thôi, tại vì ông ta quá già rồi. Ông ta tại vì nó có cái luật lệ về cái vấn đề tuổi tác đó, mà bây giờ ổng là coi như là 74 tuổi rồi, ổng quá già rồi. Mà ông nói là ổng chỉ làm việc nửa nhiệm kỳ thôi, mà bây giờ ổng là tổng bí thư mà nửa nhiệm kỳ chỗ nào đâu ông Trọng, nói láo gì vừa thôi. Không, quá nửa nhiệm kỳ rồi, ổng cũng đâu có giao cho ai đâu, ổng vẫn giữ chủ tịch nước rồi, vẫn giữ cái chức mà tổng bí thư rồi, không thèm giao cho ai hết. Một con người mà nói là không có tham vọng quyền lực, mà tại sao ông giữ tới hai chức vụ lận hả? Quá mâu thuẫn, một con người quá mâu thuẫn, nên tại sao các em lại tin tưởng một cái người này như vậy, một cái người này quá độc ác với cái dân tộc Việt Nam như vậy, kỳ thị vùng miền như vậy mà các em lại tin tưởng cũng lạ. Đó, cái là lời Trọng nói nghe nè: đến đường tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ, bước chân sang nước Phật đã phải hối lộ, cho nên chúng ta phải xem xét bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt. Nó lấy câu chuyện của một cái đường tăng mà Phật giáo ra để mà nó có cái ý mà nhục, sỉ nhục cái Phật giáo là phải hối lộ, để mà nó biện minh cho cái hành động quốc nạn, cho cái tham nhũng của nó. Nó biện minh như vậy thì làm sao mà nó thành tâm để mà nó tiêu diệt tham nhũng được. Mình cũng không biết rằng là đường tăng đi lấy kinh hối lộ chỗ nào, mình cũng không biết nữa. Mình cũng hồi xưa mình cũng đọc cái mà Tôn Ngộ Không này nè, mình có đọc nhưng mà không biết hối lộ chỗ nào, mình không biết, mà không biết trường hợp như sao. Nhưng mà ông dẫn ra cái điều này mình cũng lấy, nó là chỉ là ngụy biện, nó là một câu chuyện thôi, một câu chuyện do một người viết thôi. Cái một người họ viết bài ra rồi mình dựa theo cái câu đó, rồi mình cứ nói rằng là đường tăng mà đi lấy kinh mà cũng cũng phải hối lộ nữa. Nó là quá ngụy biện. Mà Nguyễn Phú Trọng nói đó nghe, là vào 7 tháng 12 2013 nghe, biện chứng với cử tri Hoàng Kiếm về tham nhũng. Một cái thằng mà nó như vậy, nó biện luận như vậy, ngụy biện như vậy đó, làm sao mà nó chống tham nhũng được? Chống tham nhũng chỉ có thay đổi cơ chế thôi, chứ một cái cơ chế nó đã tạo ra cái quốc nạn tham nhũng rồi, anh không có chi anh chống được, bảo đảm luôn. Nói chống tham nhũng chỉ là lừa bịp người dân thôi, toàn là lừa không à, thấy không? Toàn là lừa và hứa hẹn cụi không à. Nó chỉ có làm việc nửa nhiệm kỳ thôi, mà bây giờ qua nửa nhiệm kỳ rồi mà vẫn còn làm tổng bí thư. Quý anh chị em chịu nổi không? TV256 chịu không nổi đâu, phải nói không?
Đố bác nào ném ném chuột mà lại không vỡ bình, nó núp sau cái bình. Tiếu đi, núp sau cái bình nó lấy gì mà ném mà vỡ được, ném nó là sao ném được, phải vỡ cái bình trước rồi mới 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 bắt nó được. Nhắc lại hai căn nhà Siputra với cái kho tượng mà Formosa tặng cho Nguyễn Phú Trọng đó, 50 kg vàng. Trịnh Xuân Thanh đó, Trịnh Xuân Thanh tuyên bố như vậy nó mới bị bắt á, mới bị bắt bằng mọi giá. Giận. Giận thiệt tình, nó đâu khác gì con chuột đâu quý anh chị em, nó là con chuột tham nhũng đó. Bây giờ bỏ qua cái bình đi, cái tượng mà 50 kg Formosa đi, cho nó là không có đi, nhưng mà cái hai căn nhà Formosa, hai căn nhà Siputra là có thiệt đấy. Nếu mà với cái lương của nó, tổng bí thư có khoảng là 700-800 đô la một tháng đó, không thể nào mua nổi hai cái căn nhà ở Siputra đâu. Bây giờ ổng ở ngon lành lắm, ở đường Thiền Quang đó, số 42 thì phải, Nguyễn Phú Trọng đó. Mà kế đó là cái cơ sở mà trụ sở công an á, kế trụ sở công an chứ không phải không. Không nhớ nha, TV không nhớ số nha, TV biết là nằm ở đường Thiền Quang ở Hà Nội. Thành ra chỗ đó nó cũng rất là an ninh, tại vì nó cơ sở công an mà. Thế ông miệng ông nói mà, chính miệng ông nói, tổng bí thư đó, bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông được. Nguyễn Phú Trọng nói vào ngày chủ nhật nè, 10 tháng 5 năm 2015 vào lúc 8:56 sáng ở VTC News. Kinh hoàng, nó láo, nó nói bí thư với chủ tịch to quá. Cái đó là ý là Nguyễn Phú Trọng nói bí thư là bí thư tỉnh đó. Bí thư tỉnh rồi chủ tịch tỉnh đó thì là to quá, ai kiểm soát ông được. Thành ra không có điều hành cái đất nước được, tại vì mang hai cái chức vụ lớn như vậy đó, dễ tham nhũng, thành ra không thể điều hành đất nước được. Thì ngày nay ổng cũng làm y chang như vậy, mà ổng làm chủ tịch nước á, rồi bí thư nữa. Khổ cái người dân không? Tội ác chất đầy, vừa làm tổng bí thư Đảng Cộng sản rồi lại vừa làm chủ tịch nước nữa. Thì miệng ông nói rồi, bây giờ ông tự giả vào mặt ông nè, mình tự tát mặt mình á, đâu có khác gì đâu thưa anh quý anh chị. Đó là bằng chứng mà. Những cái bằng chứng như vậy làm sao mà cãi được. TV không nói mà không có tài liệu đâu. Tất cả TV 256 mà khi đã nói là có tài liệu dẫn chứng đó. Quý anh chị em nên nhớ như vậy. Đây là những tài liệu dẫn chứng có sự thật đàng hoàng đấy. Nhân dân là người làm chủ, ở đâu có nhà nước ở đó phải có giám sát của dân dân. Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?
đó, ông đã nói là giám sát của nhân dân đó. Giám sát của nhân dân mà nhân dân bây giờ nhiều khi không có cho chụp hình. Muốn người ta giám sát thì phải cho người ta điều kiện chứ, phải cho người ta chụp hình chứ, người ta thâu âm chứ thì mới gọi là giám sát chứ. Tất cả những bằng chứng hình ảnh với thâu âm là thì mới gọi là giám sát được. Còn anh không có những cái mà máy móc như vậy mà anh không thể sử dụng được á, thì làm sao gọi là kiểm soát? Mà người dân mà thâu âm mà chụp hình đó, ông Nguyễn Đức Chung ông nói không được phép á. Nguyễn Đức Chung, đại tá Nguyễn Đức Chung mà chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội hiện tại đó, toàn là mâu thuẫn mấy ông, việc là mâu thuẫn với mâu thuẫn thôi. Cái này thì coi rồi, mới nói hồi nãy rồi, tàu cá cũng coi rồi, tổng bí thư chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta cũng coi rồi. Không phải coi rồi nhưng mà mấy cái này TV cũng đã nói nhiều lần trước rồi, thì tự tự ổng đó, ta đánh ta là tự ổng chấp nhận ổng cũng là tham nhũng. Thành ra chỉ có một người mà họ biết rằng họ tham nhũng họ mới dám nói câu đó thôi. Chống tham nhũng khó là vì ta tự đánh ta. Chống ngoại xâm cũng đã khó nhưng chống nội xâm còn khó hơn thì ta đánh vào ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói. Thì chứng tỏ rằng là ổng chứng nhận ổng là tham nhũng rồi còn gì, tên trùm tham nhũng. Tổng Bí thư mà. Đó, ông phát biểu ở với tỉnh ủy ở Vĩnh Phúc vào ngày 25 tháng 2 vừa qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu rằng những ý kiến đòi bỏ điều 4 hiến pháp, đòi đảng đa nguyên, đòi tam quyền phân lập, phi chính trị hóa quân đội, việc đi khiếu kiện biểu tình, ký đơn tập thể có thể đều được quy là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Trời ơi, không có toàn là nói những lời mà đi ngược với sự phát triển của thế giới. Cái trào lưu phát triển ở thế giới là người ta đa đảng, đa nguyên, hiểu không? Người ta không có chịu mà độc tài cái kiểu mà theo kiểu điều 4 hiến pháp đâu. Rồi người ta muốn đòi tam quyền phân lập với nhau. Cả thế giới người ta đi điều đó và nó làm cho cái đất nước được tốt đẹp. Và quân đội đó nó không có theo một cái đảng nào hết đó, trong khi người ta làm đúng như vậy đó. Ở đây người ta khiếu kiện, người ta có class action đó, nó class action là có nhiều người cùng đứng lên trong một cái khiếu kiện. Ổng không được, ổng chống lại cái việc mà ký đơn một tập thể. Còn người nói, ổng còn nói luôn cả biểu tình nữa cũng không được nữa. Trong khi ở hiến pháp thì nói điều 25 là có công dân có quyền biểu tình, ổng này ổng chặn lời. Ổng cho đó là suy thoái tư tưởng, đạo đức, chính trị. Thử hỏi nhà cầm quyền mà có những cái thiếu hiểu biết như vậy thì làm sao mà có thể điều hành cái đất nước được. Ông không thể là điều hành cái đất nước mà ông là một người cai trị người dân, đúng không? Biểu tình nó đã có nằm trong hiến pháp mà ở đây ông cho là biểu tình cũng là suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống. Làm sao một người có thể mà mở miệng mà ăn nói mà càng càng bướng như vậy mà làm chủ tịch nước rồi làm tổng bí thư, vô lý thật ơi, quý anh chị em. Ở bên đây đó người ta khinh đó, tại vì người ta thấy rõ là những cái người này nó không có trình độ, nó hoàn toàn nó không có trình độ.
Đó, cái này TV nói nè, chuột trọng là đầu đàn đó. Đảng Cộng sản Việt Nam chính là cái bình mà chứa chuột đó. Thì đập vỡ cái bình này đó thì mấy con chuột mà hết sống luôn. Chứ có gì đâu. Mà Trọng là tổng bí thư, là Trọng là con chuột đầu đàn á. Mày chỉ có cách là đập vỡ cái bình này thôi, chứ nó hết cái môi trường nó sống. Đó, cái bằng chứng nè. Bằng chứng Nguyễn Phú Trọng chủ mưu vụ bắt Trịnh Xuân Thanh nè. Vào ngày thứ ba, 6 tháng 12 2018, 2015 nhé, 15, Tổng Bí Thư ông nói nè như sau nè: bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh. Tiếp xúc với cử tri tại Cổ Loa, Hà Nội, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cho biết cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã quốc tế, phối hợp cùng với các nước với tinh thần là bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh. Còn cái gì chối cãi nữa? Cơ quan chức năng ấy phát lệnh truy nã quốc tế luôn nữa, rồi phối hợp với các nước nữa. Phối hợp cùng các nước ấy. Nhưng mà phối hợp là kêu cái bà Merkel đó, ông Nguyễn Xuân Phúc kêu là phải đưa Trịnh Xuân Thanh đó về nước á. Nhưng mà bà Merkel đó, bà đâu có, bà thủ tướng đó, bà đâu có chịu. Bà Angela Merkel đó, bà đâu có chịu. Rồi bởi vì Nguyễn Xuân Phúc mới không biết làm sao nữa, ra lệnh tùm lum tà la hết rồi bắt cho bằng mọi giá mà. Bắt bây giờ nó gây ảnh hưởng tùm lum tà la hết. Đến các quốc gia khác cho mượn máy bay đó, Slovakia đó cũng bị ảnh hưởng đó. Ghê gớm cái vụ bắt cóc này, cả thế giới phỉ nhổ vào mặt Nguyễn Phú Trọng. Biết bao nhiêu hình ha. Rồi bây giờ đến cái phần chót mà TV mời quý anh chị xem nha. Thì TV nghĩ rằng chắc là 2 tiếng lại 8 phút rồi. Dễ sợ sao mà tới thời gian nó qua nhanh quá. Rồi bây giờ đến cái bài viết của TV256 nè. Bỉnh chúc vô minh quan từ diệt, cộng ngân bạc phúc sản tất vong. TV256 ngày 18 tháng 2 2019, cái trang nhà của Trang Ba Sàm nha. Hai câu sấm của cụ Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm đã được đăng trên trang nhà của anh Ba Sàm vào năm 2016. Tôi có đọc chơi cho vui vào lúc đó, vì cá nhân tôi chẳng tin vào sấm. Đầu tiên là qua lời kể chuyện của cụ Nguyễn Khắc Mai, mở ngoặc. Gần đây cùng với một số nhà nghiên cứu tâm linh đi chiêm bái ở mấy ngôi đền ở vùng Hải Đông, khi đi qua đền cụ Trần Nguyễn Bính Khiêm thì trời mưa tầm tã, chúng tôi phải tấp vào một quán ven đường để trú ngồi chờ mưa tạnh, nhâm nhi chén trà nóng, tham gia câu trò chuyện cùng với mấy người dân địa phương. Tôi nghe họ nói và kể cho nhau nghe nghĩa một câu đối có vẻ như là sấm truyền. Đôi câu đối nói về một triết lý sống ở đời: bỉnh chúc vô minh quan tự diệt, trọng ngân bạc phúc sản tất vong. Nghĩa là ngọn đuốc là bỉnh chúc mà không có nguồn sáng là vô minh, thì ánh sáng tự mất là quang tự việt tự diệt đó. Tôi thấy câu sấm này cũng hay hay,
vì nó có tên của tứ trụ triều đình nhà Sản vào lúc đó là Quan Trọng Phúc Ngân. Rồi tự nhiên, chỉ trên 2 năm sau, thấy câu sấm này, nó thấy hai câu sấm này lại ứng với cái chết của Trần Đại Quang, đã làm tôi giật mình khi nhớ lại nó. Kế đến là tôi tự làm clip. Với anh chị em rảnh thì vô coi cái clip này mà TV làm cho về cái chết của Trần Đại Quang đó. Thấy không? Cái clip này nè. Quý anh chị có rảnh thì vào coi ha. Để nói đến sự ứng nghiệm này. Từ cái chết của Trần Đại Quang cho đến ngày hôm nay, nhiều sự việc đang xảy ra như đúng theo tiến trình tất yếu cho những chế độ nhà Sản sụp đổ. Thứ nhất, trước hết, câu nói của Tổng thống Trump kêu gọi trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng các quốc gia trên thế giới phải tiếp tay tiêu diệt những chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản trong ngoặc. Thứ hai, cuộc chiến tranh mậu dịch xảy ra giữa Tổng thống Trump và Tập Cận Bình mà thế thua nằm ở họ Tập, khi chúng ta thấy sàn chứng khoán của Trung Quốc cứ bị liên tục đỏ, trong khi đó sàn chứng khoán của Hoa Kỳ tiếp tục xanh. Thứ ba, rồi cuộc bắt tay lịch sử của Kim Jong-un và Tổng thống Trump đã ngăn chặn được những vụ thử nghiệm vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn mà biết bao nhiêu đời Tổng thống đều không làm được. Thứ tư, tiếp theo là cuộc xuất đường lịch sử của hàng triệu người dân Venezuela ủng hộ Tổng thống lâm thời Juan Guaido đối đầu với tên độc tài Nicolas Maduro. Hiện đã có trên 50 quốc gia ủng hộ ông Guaido và sự sụp đổ của Maduro chỉ còn là thời gian. Thứ năm, vụ khủng bố bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào năm 2017 đã làm cho cộng đồng chung Âu Châu phẫn nộ, không phê chuẩn hiệp định thương mại. Giờ đây lại đẻ thêm vụ khủng bố bắt cóc Trương Duy Nhất tại Thái Lan mà qua nhân chứng Bùi Thanh Hiếu, người buôn gió, đang nắm trong tay hai tập clip được quay trực tiếp 10 gián điệp của Việt Cộng đang vây bắt anh Nhất tại Bangkok. Và chính anh Hiếu đã tố cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cơ quan tình báo Tổng cục 2 chỉ đạo vụ bắt cóc này, nhưng vẫn không thể cho rằng ông chủ Bí Trọng vô can. Chủ tịch nước với Tổng Bí thư nói đại nghe cho nó dài quá. Trong khi đó, Trọng là một tên độc tài toàn trị, còn nắm luôn cả Bộ Công an và còn nắm luôn cả Quân ủy Trung ương. Dẫu cho Tổng thống Trump thay đổi địa điểm hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Bắc Hàn vì không thấy an toàn khi phải hội nghị tại một quốc gia có thành tích khủng bố bắt cóc hai lần như thế, thì chế độ cộng sản cũng sẽ dẫn đến tiến trình sụp đổ khi bị cả thế giới tẩy chay, khi bị chính quyền Hoa Kỳ cầm đầu cuộc tẩy chay này. Thì ý TV nói là khi mà Hoa Kỳ nó đã cho là nó tẩy chay cái nơi mà có hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội đó, tẩy chay cái cuộc hội nghị thượng đỉnh đó, Việt Cộng nó cũng sụp đổ như thường. Tại vì Hoa Kỳ mà tẩy chay thì cả thế giới nó cũng tẩy chay thôi. Thứ sáu, và hôm nay tôi tin rằng cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Kim Jong-un tại Việt Nam cũng được nằm trong tiến trình làm sụp đổ chế độ cộng sản tại Việt Nam, để ứng nghiệm đúng theo ba chữ chót của câu sấm là mở ngoặc sản tất vong, đóng ngoặc. Lẽ dĩ nhiên, một hội nghị thượng đỉnh kéo dài, kéo theo hàng ngàn ký giả, nhà báo, phóng viên của tất cả các hãng thông tấn quốc tế. Và lúc đó, sự đàn áp những cuộc xuống đường
đòi thay đổi thể chế, đòi tự do, dân chủ, đòi đuổi giặc Tàu ra khỏi nước, bị coi như bị vô hiệu hóa trước con mắt của quốc tế. Một cuộc đảo chánh đổ máu có thể sẽ xảy ra, một cuộc đầu hàng nhung êm đẹp đó, đi làm đồng minh cho của Hoa Kỳ cũng có thể xảy ra. Để được bảo vệ khỏi bàn tay độc ác của giặc Tàu, là khi mà nước mình mà đồng minh với Hoa Kỳ đó, thì lẽ dĩ nhiên là mình sẽ được bảo vệ khỏi bàn tay của giặc Tàu thôi. Hai ông tổng thống đời ông Obama cũng vậy. Đời ông Obama thì lấy cái câu của Lý Thường Kiệt là đất Nam vua Nam ở. Rồi đến đời ông tổng thống Trump. Ông tổng thống Trump thì nói là lịch sử cái hai bà Trưng, là chứng tỏ là họ biết rằng là Việt Nam, họ không muốn Việt Nam bị lệ thuộc vào giặc Tàu, hiểu không? Cái tôi đang thắc mắc, trước khi sản tất vong thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chấm hỏi. Sinh mạng của Trọng, Phúc, Ngân sẽ ra sao theo như câu sấm truyền? Chấm hỏi. Ai là người kế tiếp sẽ ra đi? Chấm hỏi. Hay là cả ba người đều cùng đi một lượt? Chấm hỏi. Mà đi đâu bây giờ? Chạy đâu cho thoát khỏi tay của người dân? Chấm hỏi. Hay phải đi nằm trong 6 tấm ván gỗ? Các bạn giải dùm tôi câu sấm này đi nhé. Đại khái là như vậy nha. Thôi bây giờ TV nghĩ cũng đủ rồi. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. TV xin chấm dứt tại đây. Và mến chào quý anh chị em.